Đêm nhạc được coi là duy nhất tưởng nhớ một năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 do ca sĩ Ánh Tuyết và bạn bè dự định tổ chức vào ngày 15 tháng 4 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã vừa được chính thức nữ ca sĩ thông báo hủy bỏ vì một số lý do được cho là khá tế nhị. Thay cho một đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhân một năm ngày mất của ông sẽ là một chương trình mở rộng và đa dạng hơn với những tác phẩm hay của nhiều tác giả hàng đầu Việt Nam. Những tên tuổi sẽ được nhắc tới trong đêm tưởng nhớ những nhạc sĩ nổi tiếng sẽ bao gồm cố nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và Nguyễn Ánh 9. Được biết, lý do tế nhị mà nữ ca sĩ nhắc tới xuất phát từ một số cá nhân từ phía gia đình cố nhạc sĩ. Do đó, đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 vốn là sự mở đầu cho một chuỗi chương trình tưởng nhớ và tôn vinh những nhạc sĩ được công chúng ngưỡng mộ do chính ca sĩ Ánh Tuyết khởi xướng đã không được diễn ra suôn sẻ theo đúng dự định. Được coi là người nhạc sĩ có nhiều ca khúc bất hủ đi vào lòng người, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ra đi gần một năm, nhưng những hình ảnh thân thuộc bình dị cùng tiếng dương cầm của ông vẫn là những dư âm để lại không ít niềm mến thương và luyến tiếc đối với hàng triệu người yêu nhạc. Hạnh phúc như sương ban mai, lòng lánh đậu cành lá thắm.